Chiều ngày 25 tháng 6, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đến Jerusalem và công bố viện trợ thêm 19 triệu euro cho Gaza. Chuyến đi của bà Baerbock như một phần trong nỗ lực ngăn chặn chiến tranh giữa Israel và Hamas leo thang thành xung đột khu vực. Tại cuộc họp báo, bà Baerbock cho biết Cơ quan Cứu trợ Người Tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc UNRWA và Chương trình Lương thực Thế giới sẽ sử dụng số tiền này để mang bột mì và gạo đến với những gia đình đang đói khát. Bởi vì mỗi bữa ăn, dù nhỏ đến đâu, đều rất quan trọng đối với trẻ em ở Gaza. Ngoại trưởng Đức cũng chỉ trích các bộ phận trong Liên minh Chính phủ Israel đang gây rắc rối và gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh của Israel về lâu dài với chính sách định cư hung hãn của họ. Trước đó cùng ngày, bà Bebop cũng đến thành phố Ramallah ở bờ Tây và gặp Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa. Ngoại trưởng Đức mong muốn thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza, cho rằng việc này là khẩn cấp hơn bao giờ hết trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới Israel và Liban.